Rồi. Các bạn xem nè, hôm nay đi bắn được nhiều lắm, chắc cũng khoảng được nãy mình đếm được nhiêu anh, ba mươi mấy con. Thì hôm nay ăn ớn quá rồi, giờ mình chuyển qua cái món mới là cu bầm. Thay vì cù lao thì giờ mình chơi uống lớp lớp mình nướng thôi, coi cái coi nó ra sao. Chứ giờ là mấy anh em đây nè, đây là rồi kìa, lót đây ông chú mình, đây ông anh, giờ bể quá rồi. Đây cũng có món, đây là cái dĩa để làm cù lao nè, còn đây là nướng nướng mồi, dành nướng mồi, nướng mồi. Còn cái tô, cái chén đó là cánh với đầu là để vô cháo. Cánh đầu bỏ giờ bỏ cháo luôn ha bố. Đây là mời cu này là hồi nó bỏ trong vị nướng, còn này là cánh đầu có này đó, mà hai cánh đầu mà có tô cái này có bao nhiêu cu nói rồi. Ê, giờ đó. Bỏ cháo, cánh với đầu bỏ cháo. Đây là bữa nay bắn được mì tôm nữa nè, cái gì nhông chứ, nó lộn con này riết đó. Đây là nhông này, bỏ vô đây đi, hồi nữa đẩy lại cho không trường quá. Xíu thôi được, quá hồi nữa mà mình ăn mắm ngọt muối. Ơi nhiều dữ à, xíu thôi rồi được rồi. Hào à, cái đủ được cái bụng. Thấy miếng ngọt rồi, muối rồi nè, bỏ niêm cái miếng niêm này hả? Rồi rồi niêm miếng. Xương à, bữa nay bắn nhiều lắm, cu không à? Bạn thấy thịt này sao họ cho miếng cho miếng dầu luôn ha đại ca. Chén gom họ rửa luôn bố. Này cháo, nay là chắc mấy em là xỉn chắc quá thằng câu luôn quá. Mấy em giờ ứng vụ kia hết rồi, giờ mình chuyển qua thử, mình làm thử món này coi. Mình ăn sang bữa coi, cu mình muốn lá lớp mình nướng thử coi nó ra sao. Cho các bạn không tin là cu mà mình bắn cỡ cái anh em bầm một thớt vậy luôn hả, dưới trên kia thật sự là cu không các bạn, chứ không có, chỉ có bữa nay bắn đi hai con xả thôi, chứ ngoài ra là bắn ba mươi hai con thôi, cho vô 32 con, hai con ra xả, còn bộ là 30 con cu. Thì các bạn nãy các bạn thấy đó, cái chén đó mà cánh với đầu không mà mình làm một chén đầy dung vậy đó, là mình đổi vô là mình chỉ là lấy ức cu mình bầm thôi, chứ đầu cánh là mình không bầm nữa. Này chắc phải đi bước lớp thêm quá anh Trung. Rồi vậy thôi, chào các bạn nha, mình đi bước lớp thêm này, chứ để hồi như đây mà có mấy cái lá lớp này thôi sao mà mình muốn cho đủ.